Xin chào mọi người, trên những cái màn hình Android trong những cái chiếc xe ô tô mà chúng ta vừa mới lắp đặt nha. Lưu ý là màn Android mới chúng ta vừa mới khui hộp và lắp đặt thì khi chúng ta sử dụng nó có cái tình trạng là khi chúng ta vào YouTube nè, chúng ta nghe bất kỳ một cái video nào đó. Thì nó sẽ bị một cái lỗi. Nó được khoảng mấy phút, một phút thì bắt đầu là nó xoay và nó dừng. Thì cái tình trạng này rất là dễ khắc phục nha, em sẽ chia sẻ mọi người cùng xem để xem nó bị như thế nào nha, rồi em sẽ hướng dẫn cách xử lý liền. Đó, khi mà chúng ta nghe nó được một khúc thì nó lại là dừng và nó xoáy như thế này ha. Đó, nó dừng và nó xoay. Ở đây là đang được 2 phút nè. Bây giờ chúng ta chuyển qua video khác thì nó vẫn xem bình thường ha. Thì em chuyển qua đây. Nhưng mà nó được 1-2 phút nó lại tiếp tục dừng. Rồi, nó lại xảy ra cái tình trạng là dừng và nó xoáy như thế này. Mặc dù á, sóng của chúng ta là rất là mạnh nha, wifi ok nè. Đó, chúng ta bấm sang cái video khác thì nó vẫn hát bình thường, nhưng mà tới khoảng 1-2 phút là nó dừng và nó xoáy. Thì cái tình trạng này nó hay gặp ở trên những cái đầu, những cái thiết bị Android mà chúng ta vừa mới mua, hoặc là những trên những chiếc điện thoại chúng ta vừa mới mua luôn. Thì cái nguyên nhân của nó là do chúng ta chưa có đăng nhập cái tài khoản Google. Nếu mà chúng ta đăng nhập cái tài khoản Google rồi đó thì nó sẽ hết cái tình trạng này, do cái thiết bị của chúng ta là mới ha. Đây em bấm vô cái tài khoản Google đây, chúng ta chưa đăng nhập nha, thì đăng nhập nó sẽ hết nha. Thì bây giờ em sẽ tiến hành đăng nhập vì đây là cái thiết bị hoàn toàn mới nha. Chúng ta tiến hành là đăng nhập cái Google nè. Rồi, em đã tiến hành là đăng nhập cái tài khoản Google rồi nha, trên cái đầu Android mới như thế này. Bây giờ em sẽ quay về cái YouTube để chúng ta xem lại nha, xem cái video nó có dừng nữa không. Cái tài khoản YouTube nó cũng đã được đăng nhập luôn nha, bằng cái tài khoản Google nha. Rồi, bây giờ em sẽ nghe thử nè. Em bắt nhỏ một tí xíu nha, để nó dính cái bản quyền. Bây giờ cái video này nó đã phát được tới 3 phút rồi nè. Đó, ok chưa? Nó đã hoạt động ok rồi. Bây giờ thậm chí chúng ta có thể là kéo hết luôn. Đó, hoạt động rất là ok nha. Vậy là cái video của chúng ta đã xem được đến 38 phút rồi. Chúng ta có thể xem nhiều hơn nữa bằng cách tua tới. Vậy là nó không còn cái tình trạng mà chúng ta xem 1-2 phút nó tự động tắt và nó xoáy. Cái nguyên nhân đó là do những cái thiết bị chúng ta vừa mới mua còn trong hộp xuất xưởng ha, thì chúng ta là chưa có đăng nhập cái tài khoản Google và cái tài khoản YouTube. Đó, nó hay xuất hiện trên những cái thiết bị Android như là màn hình Android trên ô tô nè, hoặc là những cái thiết bị điện thoại di động hệ điều hành Android nha. Cái lỗi này chỉ cần là đăng nhập tài khoản Google, đăng nhập tài khoản YouTube là xong. Rồi, nhớ đăng ký kênh em nếu video này hữu ích. Cái link mua hàng của cái màn hình Android 7 inch dùng cho những cái chiếc xe Toyota em có để dưới cái phần mô tả video. Mọi người cứ ấn vào đặt hàng, shipper vô đến tận nhà cho mình nha. Đừng quên cho kênh em một lượt đăng ký. Xin chào và hẹn gặp lại những video chia sẻ lần sau.